Hi, thank you. And you? I'm good. Okay. Hơi văn bản. Hơi văn bản. Hơi văn bản. Ủa là tiếng người Việt hết luôn hả? Dạ không, em người Hàn ạ. Người Hàn hả? Dạ. Ồ, người Hàn thì phải chào tiếng khác anh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ờ, nói tiếng Hàn để dạy, nói tiếng Hàn. Annyeonghaseyo. Nhìn hai bạn này đẹp quá, em muốn đi vô ghê. Ờ, em nói tiếng Việt rành không em? Chứ cái này anh nói tiếng Hàn không được dạ, đâu. Không, em không rành lắm á. Em cãi nhau bằng tiếng Việt được không? Dạ được. À, ủa sao nó không rành? À. Tự nói mình rành kỳ lắm chị. À. Hai bạn có thể kể cho tất cả mọi người nghe về cái lần nào mà mình sử dụng giác quan thứ 6. Đầu tiên là Misua đi. Em thử nói anh nghe thử coi. Em là em thấy cái giác quan thứ 6 của em là nó hoạt động mãnh liệt và mạnh mẽ nhất khi mà em đang yêu. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ còn bình thường cái giác quan này nó tắc tịt anh ơi. Ví dụ như cái lần nào đâu? Em phát hiện ví cái gì? Ví dụ như là lần đầu tiên em biết yêu là năm 21 tuổi. Ừ. Người yêu của em lén lút đi chơi với người yêu cũ. Nhưng mà nói với em là đi ăn, đi học lớp. Đó, đi học lớp. Mà xui sao không biết làm sao. Lúc đó em ngồi em về em mở Facebook. Nên là em chỉ coi thôi. Tức là em thấy là các bạn đó là bạn đi chơi. Xong bạn chụp hình xong rồi bạn tag những cái tên những người bạn khác vào á. Em click vô một cái xong em cứ tiếp tục em kéo. Mặc dù là em vẫn không thấy gì liên quan hết. Nhưng mà cuối cùng em tìm thấy được là tấm hình của bạn nó đang đứng selfie như thế này. Thì người yêu của em với bạn gái cũ đứng ở phía sau lưng. À, nhưng mà cái quan trọng là cái điều gì khiến em click vô cái Facebook đó? Tức là lúc đó em không hiểu sao, em không biết linh cảm sao tự nhiên là trong một loạt mười mấy cái tên em lại click vô cái tên đó. Cho nên á, các bạn nam chú ý, mỗi lần mà đi chơi với bạn cũ nhiều khi mình không có ý gì, có chụp hình thì phải quan sát liếc qua liếc lại. Sai rồi, anh phải nói là đừng có đi chơi với người yêu cũ. Đi chơi với người yêu cũ luôn. Em ơi, nhưng mà nhiều khi có nhiều mối quan hệ, người yêu cũ mình vẫn có thể gặp nhau, mình vẫn có thể làm việc được bình thường mà. Đúng rồi. Nhưng mà mình phải nói mình đi sống chung với nhau đồ. Anh đừng có đốt danh nhà em như vậy. Còn Hasara, dạ. Em sao? Em thì giác quan thứ 6 em chắc là mãnh liệt nhất khi mà em nhìn thấy đồ ăn. Ủa là sao em? Em có linh cảm là đồ ăn này sẽ rất ngon. Cái này có được tính là giác quan thứ 6 không ta? Có chứ anh. Vậy anh hả? Nhìn vô anh làm sao mà anh biết được nó thơm hay thúi? Không em, theo chị nghĩ cái giác quan thứ 6 là cái mình không thể nào thấy được, không thể nào nghe được, không thể nào giải thích được luôn. Cái đó là nó cái đó vô hình đó mà mình cảm nhận được thì mới gọi là giác quan thứ 6. Em chắc chắn là em có giác quan thứ 6. Tại vì công ty em là Sixth Sense Entertainment. Công ty em tên là giác quan thứ 6. Thiệt. Bây giờ các bạn sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta hãy cùng về vị trí đầu kia. Xin mời các bạn. Mời các bạn. Thử thách đầu tiên của chúng ta được mang tên là xuyên thấu. Chúng ta sẽ được gặp gỡ ba chàng soái ca rất đẹp trai, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy được cái dáng của họ thôi. Và ở trên đây, trên màn hình phía trên này nè, sẽ có ba gương mặt. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ chọn lựa dáng nào thuộc về gương mặt nào. Và mỗi lần các bạn đưa ra đáp án đúng, các bạn sẽ nhận được 5 điểm thưởng của chương trình. Các bạn hiểu rõ chưa? Bây giờ chúng ta cùng đến với xuyên thấu. Giữa đứng dáng đẹp quá nè. Mỗi chàng trai sẽ có phần gọi là giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình. Bây giờ thì xin mời hai khách mời cùng tất cả quý vị khán giả hãy đến với chàng trai đầu tiên. Xin chào, mình là Milo. Sở dĩ mình có biệt danh như vậy là bởi vì hồi nhỏ khi học lịch sử, mình dành một tình yêu rất mãnh liệt dành cho nữ thần vệ nữ của thành Milo. Một nữ thần tình yêu rất xinh đẹp. Tính cách của mình thì rất đơn giản, thích lông bông, không yêu màu hồng. Mình đã nghe nói rất nhiều về giác quan thứ 6 của phụ nữ. Và hôm nay đến đây mình muốn chứng kiến tận mắt cái giác quan thứ 6 này nó lợi hại như thế nào. Các bạn phụ nữ đừng làm mình thất vọng nha. Một chàng trai người miền Bắc, giọng rất nhẹ nhàng, dễ thương. Dễ thương. Bạn Milo cái tướng bạn dày nè, mà bạn giọng bạn rất là nhẹ nhàng, dễ thương ghê. Cái cách bạn nói cũng rất là đàn ông. Nãy có quan sát em có thấy bạn nói bạn hay gật gật đầu nè. Dạ. Mà phải này phải tập đó em, đứng cái tướng gì mà nói khó lắm. Giữ em cái tướng đó mà. Còn Hansara, em cảm thấy sao? Em có thích trai miền Bắc không? Em không có phân biệt miền giới anh ạ. Người ta người nước ngoài mà. Người nước ngoài. Nhưng mà tại sao anh lại không thích màu hồng? Tại vì em thích màu hồng lắm. Nhưng mà cái còn ấn tượng gì về bạn trai này em có thể chia sẻ không?
Dạ em chưa ấn tượng lắm, tại em mới chỉ nghe được giọng thôi. Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng đến với chàng trai thứ hai nha. Xin mời. Xin chào, mình là Xíu Đỏ với đôi chân dài. Xíu Đỏ. Mình thích màu đỏ bởi vì nó đem lại sự may mắn và năng lượng cho mình. Đối với mình thì giác quan thứ 6 của phụ nữ rất đúng, bởi vì những lần mình nói dối thì đều bị phát hiện không à. Mình sẽ hoàn toàn nói sự thật, vì thế các khách mời hãy tin mình nhé. Đó là chàng trai mang cái tên Xéo Đỏ. À, em biết con xéo không? Dạ không, em đang định hỏi xéo đỏ là gì ạ? Một loài chim. Một loài chim có cái giò dài. Dài. Cái mỏ dài, cái gì cũng dài. Thì em thấy cái bóng ảnh trên nó cũng dài, dễ sợ dài. Em hình dung nha, em hình dung được chưa? Nếu mà vậy thì ý nghĩa là chân ảnh sẽ rất dài. Đúng rồi. Em rất là thích trai cao. Tại vì em bị ấn tượng với cái bóng của anh ở trên hình này rồi, cho nên là lúc nãy phần giới thiệu em cũng nghe hơi lướt lướt qua tí xíu. Mà em có ấn tượng là anh này, anh nói là anh nói dối rất là tệ. Lần nào anh nói dối là cũng bị phát hiện hết. Cho nên em nghĩ là đây sẽ là một cái trong những nhân vật mà em và Hai Sara có thể tìm ra được đầu tiên. Bây giờ xin hỏi Hai Sara một chút xíu nha. Dạ. Khi mà em nhìn cái vóc dáng này và cái giọng nói này thì em có thể hình dung ra được cái dung mạo, cái gương mặt của ảnh như thế nào không? Em nghĩ là sẽ có một tí lạnh lùng. Lạnh lùng, đúng rồi. Dáng cao, vóc dáng cao rồi kiểu người cũng nhìn rất là gầy gò. Các gương mặt sẽ hơi sương sương. Đúng rồi, đúng rồi. Nên là nhìn thấy hơi sắc. Mà em lại rất thích kiểu đấy. Hồi nãy anh có nói anh thích màu đỏ đó. À anh ơi, hôm nay em mặc bộ màu đỏ đó anh. Có thích con gái mặc đồ màu đỏ không? Xéo đỏ. Dạ, dạ, em có. Thôi, chúng ta cùng đến với chàng tiếp theo thôi. Xin mời bạn thứ ba ạ. Xin chào, tôi là Masumi Lamy, hiền lành, tốt bụng. Tôi thích những cô gái hiền lành, chung thủy và dễ thương, cũng giống như hai nữ khách mời của chương trình hôm nay vậy. À. Tôi nghĩ giác quan thứ 6 của phụ nữ được tổng hợp từ nhiều yếu tố khác nhau, chỉ bằng cách nhìn vào ánh mắt hoặc cử chỉ của người đàn ông, thậm chí ngay cả nhịp tim và hơi thở của họ có điều bất thường thì họ sẽ cảm nhận được những điều nhỏ nhất. Và vì vậy thì tốt nhất là đừng nên bao giờ nói dối phụ nữ. Thích tinh thần của anh này. Dạ, đừng nên bao giờ nói dối phụ nữ. Xin hỏi hai khách mời là hai bạn có biết gì về Masumi Lamy không? Dạ không. Trời ơi, đây là cái con mà em rất là thích từ hồi em còn nhỏ luôn á. Là cái con Masumi Lamy nó giống như là con khỉ. Người nó đốm đốm, nó vàng, xong nó có đốm đen, xong nó có một cái đuôi dài mấy mét vậy đó. Nó lai giữa báo và vượng. Em thì em thấy bạn số 3 này giọng cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Hình dáng thì nhìn có vẻ khá là chỉnh chạc nè. Rồi người tầm cỡ trung trung, không cao một chút nhưng mà có vẻ là cũng hơi có bề ngang một xíu. Nghe các ảnh nói chuyện thì có vẻ là một người biết thả thính. Thả thính. Có vẻ là một người có kinh nghiệm trong yêu đương. Rồi em có thích kiếp tiếp người như vậy không? Em thích anh một cái anh hai hơn. Thích anh một anh hai kỳ vậy? Giác quan em bảo thế. Giác quan của em bảo thế. Đó, chúng tôi cần những cái lúc các bạn vận dụng cái giác quan như vậy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ba gương mặt của ba chàng trai này. Xin mời. Em làm thấy ba gương mặt rất là đẹp trai nè. Xong rồi có một bạn là bạn số 1 là tóc trắng. Nhìn gương mặt rất là ấn tượng. Và nãy giờ là em cứ mắt em là bị dính vô bạn đó luôn. Vậy luôn hả? Dạ. Là nhìn rất là tốt. Bây giờ hỏi chút xíu về Hang Sara nè. Em có thích trai đẹp không? Dạ có chứ chị, sao mà không thích được. Thì em thấy ba chàng trai này sao? Ai cũng đẹp trai hết. Còn sao nữa? Em chọn tất. Em chọn tất. Em chọn tất. Hả? Không chừa một ai. Xin đích chính lại là chương trình chúng tôi, nhưng không phải là chương trình mai mối à. Dạ. Không phải chương trình tình yêu à. Nãy nãy giờ em với chị Misa cũng kiểu như là em thích anh đó, tại anh thì đẹp trai đó. Kiểu vậy nên là em cũng... Xin cô nương hãy tự trọng chút xíu. Rồi, chúng ta hãy trở về với vị trí của mình là hãy dùng giác quan thứ 6 để xem thử giọng nói nào thuộc về gương mặt nào. Theo em mời thì anh Milo. Anh Milo sẽ là cái người đứng đầu tiên. Milo là số 1 và người đầu tiên luôn. Dạ. Em chọn anh đầu tiên, anh Milo là đi với lại gương mặt số 3. Bởi vì em cảm giác là cái giọng anh ấy sẽ phù hợp với lại cái hình dáng, dáng người trên cái màn đó. Theo hai bạn thì gương mặt nào sẽ là gương mặt của anh Xéo Đỏ? Nãy anh nói anh thích màu đỏ đó nha. Có cái nhú nhú màu đỏ kìa. Nếu mà vậy thì em chọn anh
Kéo đỏ là hình thứ hai, tại vì anh ấy mặc áo màu đỏ. Sao anh dễ tin người vậy? Giác quan em nó bảo thế, anh giác quan nó nhanh nhẹn lắm chứ nó không có chậm chạp đâu. Cái này em không phán đoán gì luôn nha. Từ lúc mà hiện lên ba cái hình, nhìn ba cái dáng dưới là em nghĩ ngay trong đầu em là số đỏ là gương mặt anh số 1. À. Dạ. Masubilami sẽ là gương mặt thứ hai. Đối với lại Hansara thì gương mặt số 3 là người đứng số 3 luôn. Dạ. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai Masubilami đầu tiên. Trời ơi, sắp tới rồi, hồi hộp á, lên, mạnh lên, lẹ. Và xin chúc mừng, Hansara đã chọn đúng 5 điểm của bài bạn, chúc mừng. Nhưng mà tới đây rồi, các em nghĩ là cái đáp án tiếp theo thì sẽ có chuyện gì ra đúng. Vậy hả? Cũng hên xui lắm, nhiều khi giác quan của chương trình nó cũng ngay thẳng. Có mình chỉ phức tạp thôi em. Và chúng ta hãy cùng đến với người thứ hai, đó là Milo. Để xem gương mặt nào sẽ là gương mặt của bạn Milo. Cái này phải nhìn màu tóc này. Với vóc dáng này thì gương mặt nào ấy nhỉ? Họ học hóa. Hai bạn, hai bạn đoán sai rồi. Và không chơi gì nữa, chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai cuối cùng, Xéo Đỏ, xin mời. Ai cũng biết anh là ai hết rồi, anh đi em luôn đi em. Wow, nhìn cặp giò kia. Giờ mỏi ha. Thấy sao? Dạ, thấy là em đoán đúng rồi. Vậy là Misa đã được 5 điểm. Dạ. Số điểm của hai bạn hiện tại đang bằng nhau. Xin chúc mừng.